Bước sang tháng 12 dương lịch, top 3 con giáp giàu nước khố đổ vách, thần tài gọi tên, sự nghiệp hanh thông, tình tiền viên mãn, vận may kéo đến ung ung. Bước sang tháng 12 dương lịch sắp tới chính là những con giáp may mắn hết phần thiên hạ, gia đình luôn gặp nhiều điều may mắn, tuổi thân, thân là con giáp thân thiện, ôn hòa, là người rất có trách nhiệm trong công việc, luôn hoàn thiện mọi việc một cách tốt đẹp nhất, tử vi tháng 12 dương lịch cho biết, do bước vào các vận nên tài vận vượng. Phát thu nhập tăng lên nhanh chóng, bên cạnh đó sự nghiệp của con giáp này cũng thăng tiến không ngừng. Ngoài ra, vận thế của người tuổi thân trong thời gian này sẽ thăng tiến vùng vụt. Thông qua những nỗ lực này, sẽ không mất nhiều thời gian để thân sống một cuộc sống tràn ngập tài lộc, vinh hoa phú quý, con giáp này còn nhận được vận may về đường tình duyên. Người độc thân tuổi mão sẽ được tỏ tình. Các cặp đôi sẽ chính thức ra mắt gia đình hai bên, đặt nền tảng cho đám cưới vào thời gian sắp tới với những cặp vợ chồng có người tuổi mão, hỷ sự sẽ nằm ở tin vui quý tử. Tuổi hợi, hợi có tính cách chăm chỉ, siêng năng, luôn biết nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Con giáp này sẵn sàng xông pha để có thêm nhiều kinh nghiệm sống, tử vi tháng 12 dương lịch cho biết, đây chính là khoảng thời gian đại vận may mắn của người tuổi hợi. Mọi việc trở nên đại các đại lợi, thuận buồm xuôi gió, con giáp này làm gì cũng dễ dàng thành công, cho dù là cuộc sống hay công việc, đều có quý nhân giúp đỡ, mọi việc thuận buồm xuôi gió, thu nhập cũng dồi dào khó ai sánh bằng. Đây cũng chính là bệ phóng để con giáp giàu sang này có thời gian cuối năm ngập trong nhung lụa. Đời sang trang mới, không chỉ tài vận, tình duyên của hợi cũng đỏ chót như son. Nếu đã nên vợ thành chồng sẽ càng ấm êm viên mãn, nếu đang dường đơn gối chiếc ắt gặp được mảnh ghép hoàn hảo của đời mình tuổi sửu, sửu hoạt bát đáng yêu, lại nhẹ nhàng, hòa đồng, làm việc gì cũng khéo léo, lại có thêm các mối nhân duyên tốt đẹp nên hầu như không phải có lo lắng về cái ăn cái mặt. Bước sang tháng 12 dương lịch, người tuổi sửu làm kinh doanh có tài lộc dồi dào hơn thấy rõ. Con giáp này được tạo cơ hội, nguồn vốn, mối quan hệ để phát triển công việc. Người tuổi này bắt được thời cơ, phú quý sẽ gõ cửa. Một chương mới trong cuộc đời của họ sẽ bắt đầu, đây sẽ là thời điểm sửu lội ngược vòng thành công. Sửu được các vị thần may mắn chiếu cố. Nếu không trở thành đại gia thì cũng có nhà có xe, cuộc sống đầy đủ sung túc, không chỉ chuyện tài lộc mà tình duyên của người tuổi sửu khoảng thời gian này cũng thăng hoa. Con giáp này sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian vì có người yêu cưng chiều hết mực, yêu thương bạn trọn vẹn.